vừa tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ khối dân đảng huyện Tam Nông đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền huyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện như tổ chức học tập, triển khai nghị quyết, bồi dưỡng giáo dục về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, kết nạp được 66 đảng viên và thành lập được một chi bộ ngoài quốc doanh đạt 100% kế hoạch năm. Công tác dân vận được thực hiện theo hướng gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân và hoạt động của hội quần chúng, kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất phát sinh từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội. 6 tháng cuối năm, Đảng bộ khối dân đảng huyện Tam Nông tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt đề án sắp xếp sáp nhập khu dân cư và 12 đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, ngày 1 tháng 9 năm 1999, ngày 1 tháng 9 năm 2019. Tập trung thực hiện tốt cuộc diễn tập phòng thủ cấp huyện diễn ra vào tháng 9 năm 2019. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Tam Nông đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho hai đồng chí đảng viên vì đã có những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đảng và bảo vệ Tổ quốc.